Đập Dũng Hưng Hà Nội Audio xin được mến chào các bác, và hôm nay là ngày 17 tháng 10 năm 2024. Thì em Dũng cũng xin lên sóng review chi tiết và giới thiệu chi tiết đến các bác là hai chiếc đầu MD giải mã của Soli. Con ở dưới thì là con Soli MDS GA30ES, còn con ở trên thì là con GA22ES. Và để phần review chi tiết cũng như là so sánh về hai con này thì bên em vẫn làm cái chương trình đoán 3 số cuối của cái tờ tiền 5.000. Thì phần quà vẫn là một chiếc DAC của Soli, một cái đèn nét nháy theo nhạc. Và đây là cái tờ tiền 5.000 mà em đã che đi. Thì các bác sẽ bình luận cho em 3 số cuối của cái tờ tiền 5.000 vào video này. Thứ hai cho em xin nút like video. Và thứ ba các bác bấm cho em nút đăng ký kênh và bấm cho em cái chuông thông báo để vào lúc 12 giờ trưa tất cả các ngày trong tuần thì bên em sẽ lên sóng review chi tiết cho các bác về những thiết bị và sản phẩm giải mã có mặt tại shop em ngày hôm nay. Và sáng nay thì bên em cũng về được một ít hàng, thì ngày mai em sẽ lên sóng khui ra và cũng sẽ báo giá chi tiết cho các bác nhé. Và để quay trở lại với chính ngày hôm nay, thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác là hai chiếc đầu MD. Thì chiếc ở dưới thì là chiếc GA30ES. Chiếc này thì về trong tình trạng cũng đẹp xuất sắc các bác nhé. Chiếc ở trên đây ạ. Chiếc ở trên cũng rất đẹp ạ. Và hai dòng này là hai dòng cao cấp các bác nhé. Và hai con này thì nó có cái kích thước chiều ngang cũng như chiều cao cũng như chiều sâu. Thì bây giờ em sẽ lấy cái thước, em sẽ đo thực tế luôn cho các bác này. Thì hai con này có kích thước chiều ngang là 43 cm các bác này. Đấy, 43 cm. Chiều cao tính cả chân là 12,5. Và chiều sâu của nó, chiều sâu đây ạ, chiều sâu là 32,5 các bác nhé. Đấy, kích thước chuẩn của nó. Và hai con này thì mỗi con nặng là 13 cân, cực kỳ nặng, thế nên là các bác nhìn hậu rất sâu nhé. Đấy, rất đẹp, dây nguồn cũng là dây nguồn zin hết ạ, nắp lưng đẹp xuất sắc, không móp méo, không cấn cá gì hết ạ. Hàng bên em thì toàn là hàng tuyển chọn từ bên Nhật về, thế nên là các bác yên tâm về chất lượng hàng cũng như là chất lượng linh kiện, vì máy móc bên em về 100% là zin nguyên bản hết các bác nhé. Còn ở trên đây, về hình thức đằng trước mặt máy thì về cơ bản thì hai con thì nhìn nó cũng tương đối là giống nhau. Nó chỉ có cái khác là con 30 thì cái màn hình nó ở dưới, còn con 22 thì cái màn hình nó ở trên. Đấy, nó khác nhau như vậy. Còn con hai con này đều sử dụng mặt là phay nhôm hết các bác nhé. Đều sử dụng mặt phay nhôm hết này. À, cũng như là bây giờ em sẽ cái thông số kỹ thuật thì con GA22 thì có điện 100V 16W 50/60Hz, máy được sản xuất trực tiếp tại Nhật, có số seri là 206239. Còn con GA30 có số seri là 202300, cũng điện 100V 24W 50/60Hz và cũng máy sản xuất trực tiếp tại Nhật. Và cổng ra vào thì con GA30 có hai đường quang vào, và con GA22 cũng có hai đường quang vào, có thêm một đường đồng trục này, có thêm một đường đồng trục nữa này. Còn đường analog thì nó có một đường out RAMNI và một đường in. Đấy, hai con như nhau. Nó chỉ có một cái khác là phần digital out của con GA22 thì nó sẽ có thêm cổng đồng trục. Còn con 30 chỉ có đường quang thôi các bác nhá. Đấy. Còn khác nhau như vậy. Và dây nguồn thì đều là dây nguồn zin. Đều là dây nguồn zin hết này. Con GA22 này như trên dây nguồn đây thì được sản xuất vào năm 1998. Còn con GA30 thì được sản xuất vào năm 1997 ạ. Hai con này thì đẹp như nhau, thế nên là các bác thích con nào được. Còn về cái giá cả thì hai con nó sẽ có một sự chênh lệch. Về cái chất âm của hai con này, thì hai con này thì cái chất âm theo đánh giá của em thì con GA30 nó sẽ hay hơn con GA22 ở trên. Hay hơn về cái phần trung âm các bác nhé. Đấy. Còn về mắt mũi thì hai con cũng như nhau, đều dễ thay thế hết, đều các chức năng của nó hoạt động hoàn hảo hết, lỗi lầm không lỗi lầm một chức năng nào, rất đẹp. Và bây giờ thì em sẽ xin phép các bác là em sẽ mở cái nắp lưng con GA22 ở trên ra cho các bác xem cái ruột gan ở trên nó đẹp như thế nào ạ, ruột gan ở trong máy ạ. Các bác nhìn này, đẹp xuất sắc luôn ạ. Vâng, thì em cũng đã mở cái nắp lưng của con GA22 ở trên này ra. Và em sẽ cho các bác xem cái ruột gan bên trong này.
Con này thì nó sử dụng cái nguồn R-Core. Đấy. Và đây là mạch giải mã hai tầng này, tầng trên và tầng dưới này. Và đây này là mạch analog, cũng là mạch hai tầng các bác nhé. Các bác nhìn này, rất xịn sò. Và đây là bộ cơ MD của nó. Đấy, bộ cơ của nó ra vào rất êm ái các bác nhé. Đấy, em sẽ bật nguồn lên này. Và em sẽ thử cơ ra vào cho các bác xem hệ thống cơ nó hoạt động như thế nào. Đấy, cơ ra vào rất êm ái ạ. Rất đẹp. Đây, hai tầng này. Đây là mạch analog này. Đấy, đẹp xuất sắc các bác nha. Và con Asia 22 này thì cái mắt của nó là mắt phổ thông, mắt dễ thay thế. Thế nên con này thì nó thu phát ghi xóa cực kỳ tốt luôn. Đây, và em đang cắm cái dây quang này, dây AV đam ni này và dây nguồn. Đấy, em cắm dây nguồn cả hai con, cả con Asia 30 nữa. Thì con Asia 30 này thì cái mắt của nó cũng hoạt động cực kỳ tốt các bác nhé. Đấy, cái mắt của nó đọc cực kỳ tốt đây. Em bật nguồn này. Đấy, cơ của nó đây. Đấy. Đấy, em cho cái đĩa vào. Thì những cái dạng đầu MD mà nó có khay đĩa như thế này thì các bác cứ để đĩa cũng đúng theo chiều mũi tên cho em. Đây. Đĩa, những cái đĩa em có nhạc rồi thì em sẽ để theo mũi tên đây. Thì mũi tên nó bác cứ để như này. Đấy, để đúng theo chiều mũi tên, xong các bác này ấn cái nút này vào nhá. Đấy, các bác đừng ấn tay như kiểu đầu CD là không ấn được đâu. Là sẽ bị hỏng cơ đấy ạ. Đấy. Này, play này. Thì cái màn hình của con Asia 30 này thì nó sẽ hiển thị đẹp hơn con Asia 22. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, đẹp không? Rất đẹp nha. Còn con Asia 22 đấy ạ. Đấy, Asia 22 thì màn hình nó chỉ hiển thị như thế này thôi. Còn đây cũng là phím lách bài hát này. Đấy. Đấy, phím lách bài hát này. Về cái hình thức của hai con này thì nhìn qua thì nó cũng không khác nhau nhiều. Có cái lốm của những cái lốm vặn này, ba lốm vặn của con Zia 30 bằng nhôm này, còn ba lốm vặn của con Zia 22 thì bằng nhựa nhé, đây là zin từ hãng. Đấy. Còn tất cả những cái mặt đều là mặt nhôm hết, còn cái kết cấu cái cửa đĩa MD thì hai con thì nó khác nhau một tí. Một con thì màn hình ở dưới, một con thì màn hình ở trên các bác nhé. Còn hai con này cũng đẹp xuất sắc rồi ạ. Đấy, rất đẹp. Đấy. Và hai con này cái mắt của nó đều là mắt dễ thay thế hết các bác nhé. Các bác thích chọn cái nào chọn. Còn theo cái đánh giá của em thì cái chất âm của con Zia 30 này thì về cái phần trung âm thì chất âm nó sẽ hay hơn con Zia 22 một chút. Đấy, hay hơn. Đấy. Thế nên hai con này thì về cái giá tiền thì nó cũng không chênh nhau là bao nhiêu. Đấy. Con Zia 30 này thì bên em đang giảm giá xuống còn là 9 triệu 7 máy kèm khiển. Còn con Zia 22 này thì bên em đang bán là 8 triệu rưỡi, cũng là máy kèm khiển các bác nhé. 8 triệu rưỡi máy kèm khiển. Đấy, thì bây giờ thì em sẽ test cho các bác một bản âm thanh từ TV cũng như là hướng dẫn sử dụng chiếc đầu Zia 22 này cho các bác nhé. Vâng, thì bây giờ thì em sẽ hướng dẫn các bác phần giải mã từ con Zia 22 này. Đấy, thì em sẽ bỏ đĩa ra ngoài vì con này nó là con giải mã không cần đĩa mồi các bác nhé. Có nghĩa là cái ổ MD nó ở chế độ là không có đĩa. Đấy, thì bây giờ em sẽ bật từ TV lên ạ. Đấy, các bác sẽ đợi bỏ qua quảng cáo một tí ạ. Thì rất đơn giản thôi. Thì các bác cắm ở cổng quang số 1 thì các bác xoay cho em về cái OPT1 ở giữa là xong thôi. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ ấn phím REC. Chỉnh được volume các bác nhé.
Bây giờ em sẽ cho một cái đĩa MD vào và em sẽ test phần ghi và phát đĩa các bác nhé. Đây, em sẽ cho cái đĩa vào này. Đấy. Và các bác sẽ đợi em nhận đĩa và em sẽ hướng dẫn các bác cách xóa đĩa luôn. Đây thì đây, các bác sẽ ấn menu trên đầu cho em và các bác sẽ xoay cho em về on red này. Ấn yết hai lần cho em này. Đấy, xong các bác cho đĩa ra cho em. Đấy, các bác sẽ đợi nó sập cần thu xuống để nó xóa ra khỏi đĩa này. Xong các bác sẽ ấn nút vào đĩa này. Đấy, xong đợi nó nhận đĩa cho em nhé. Và khi đã nhận đĩa rồi thì nó sẽ báo là blank disk này các bác này. Xong rồi các bác sẽ ấn nút rec và play. Đấy, các bác sẽ ấn nút rec cho em. Rồi em sẽ cho đĩa ra nhé. Không, các bác không ghi vào nút tốt cho em và cho đĩa ra này. Cứ xóa đĩa và ghi đĩa các bác phải cho đĩa ra để nó nhận lệnh để nó sập control xuống ạ. Đây, xong rồi em lại cho đĩa vào này. Đây, xong các bác sẽ đợi nó nhận bài và em sẽ chạy lại cho các bác ạ. Đây, chạy lại đây. Đấy. Thì tất cả các chức năng của hai con đầu giải mã này thì em cũng đã test máy móc chạy cực kỳ ok các bác nhé. Đấy thì hai con này thì em cũng báo giá luôn là con GA30 ở dưới thì em sẽ bán là 9.700.000 đồng. Máy kèm điều khiển, còn con GA22 ở trên thì là 8.500.000 đồng. Máy cũng kèm điều khiển xịn và cả hai con này đều là kèm điều khiển xịn. Máy bán ra thì bên em sẽ tặng cho các bác là một đĩa MD có chương trình, một dây quang, một dây AV và vẫn bảo hành cho các bác là 3 tháng lỗi 1 đổi 1. Mọi chi tiết thông tin liên hệ thì các bác cứ liên hệ thẳng với số điện thoại 0966723489 chạy ở góc bên trái màn hình. Và một lần nữa thì em Dũng cũng xin chân thành cảm ơn các bác ạ.